Vâng ạ. Và câu hỏi tiếp theo là một bạn từ một bác ạ. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 59 tuổi, bị đau cổ vai, chụp X quang kết quả gai cột sống cổ đốt C2. Đang được bác sĩ cho uống thuốc kháng viêm và giảm cơ giãn cơ, có giảm đau nhưng bị sưng mặt. Tôi đọc trên mạng có chỉ bài thuốc lấy hột đu đủ, bỏ lớp vỏ mềm bên ngoài, đâm nát rồi đắp lên đốt sống cổ. Thời gian đắp nửa tiếng một lần và đắp khoảng 20-30 ngày thì gai đốt sống cổ sẽ mòn. Xin hỏi bác sĩ là phương pháp này có hiệu quả không và phản ứng phụ như thế nào ạ? Tôi trả lời luôn là cái việc mà lấy hạt đu đủ đấy nó đắp lên như vậy, tôi nghĩ là và rồi tiêu gai tốt cho sổ đốt sống cổ, nên đây là một phương pháp không đúng, không khoa học và không trả lời là đây là một cái này không nên dùng mà rất là nguy hiểm mà không có cơ chế nào để làm cái việc đấy. Vì bác bị một gai đốt sống ở C2 thì để cái tiêu cái gai này thì phải nói rằng là nói cái chuyện điều trị để tiêu gai này không bác sĩ nào đặt vấn đề ra ra điều trị tiêu gai cả đấy, bởi vì bản chất cái gai này là gai của một cái hình ảnh của thoái hóa cột sống, đốt sống nó gây nên, và chúng tôi điều trị là điều trị để cơ thể thích nghi với cái gai này chứ không phải là điều trị để mất cái gai đấy, và cũng không ai đặt vấn đề như vậy. Và khi anh thoái hóa cột sống thì anh có những biểu hiện ví dụ anh đã đặt xương rồi cái lớp sụn nó bị mà cứng lại, xương gọi là xương hóa cái sụn, chính cái điều đấy nó sẽ gây đau rất nhiều đấy, và rồi có những cái bất thường như là gai của xương là một loại bất thường, hoặc các mọc cái xương bất thường ra thì nó cũng có những cái điều là những điều kiện để gây ra cái đau cho người bệnh, chứ không, nhưng cái đau này không phải là điều trị đơn thuần bằng cái hạt đu đủ để mà khỏi được cái việc này, cho nên là đề nghị bác là kiên quyết cái việc này, là không dùng cái này. Rồi thì thứ hai là điều trị cái cột thoái hóa cột sống của bác bằng phương pháp y học cổ truyền hoàn toàn có thể hiệu quả cho bác đấy. Và trong y học cổ truyền thì kết hợp này, người ta vẫn xoa bóp bấm huyệt châm cứu rồi có thuốc có thể đắp tại chỗ, và đặc biệt là có thuốc nội khoa là uống bên trong, thì tất cả những kết hợp đấy điều trị cho bác thì có thể đem lại hoàn toàn hiệu quả cho bác. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Cảnh. Và câu hỏi tiếp theo xin được gửi cho phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh ạ. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 56 tuổi, bị đau khớp vai phải gần 2 tháng nay. Lúc đầu dang tay rộng ra thì thấy đau nhói một tí. Tôi cứ nghĩ mình bị giãn dây chằng nên chỉ massage xoa bóp bằng rượu thuốc, nhưng không bớt. Sau đó tôi có lấy đá lạnh chườm vào hai vai. Chườm vào vai 2 lần, mới đầu thì thấy lạnh tê nhưng sau đó đau nhiều, nhất là giơ tay lên cao hay vươn ra xa. Tôi đi khám bệnh viện 2 lần có chụp phim thì bác sĩ nói viêm quanh vai phải và cho thuốc kháng viêm và giảm đau nhưng không bớt. Tôi lại đi châm cứu nhưng càng châm càng đau nên tôi không châm nữa, mong bác sĩ tư vấn điều trị giúp tôi. Vâng, xin mời phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh ạ. Thực ra cái từ dùng cái từ viêm quanh khớp vai là từ nó rất là chung. Thực ra là nếu mà trong cái lĩnh vực về chấn thương chỉnh hình chúng tôi thì nó phải khu trú rõ lại. Dự nghe những cái triệu chứng của bác thì có vẻ như là bị một cái hội chứng chúng tôi gọi là hẹp khoang dưới mỏm cùng vai. Thì bản chất của nó là một dạng thoái hóa của vùng khớp vai, là do khi nó bị phì đại cái mỏm cùng vai, nó làm cho hạn chế cái động tác dạng của cái xương cánh tay so với cả cái xương bả vai. Do vậy là cứ lâu ngày dần thì mỗi lần dạng ra thế thì các cái khối cơ chóp xoay, tức là tre của phía trên cái chọn xương cánh tay, nó sẽ bị ma sát, nó sẽ bị tiếp xúc vào cái mỏm cùng vai. Do vậy là khi mà mỗi lần người bệnh người ta nâng cái vai lên thì người ta bị đau. Do vậy lời khuyên chúng tôi là thứ nhất là bệnh nhân phải nên đi chụp lại cái phim X quang khớp vai. Thứ hai là nếu cần thiết nữa thì phải chụp cái phim cổ hoàng tử. Chúng tôi đánh giá xem là cái mức độ viêm cũng như mức độ rách và tổn thương cái khối cơ chóp xoay thì từ đó mới có chỉ định chính xác cho bạn. Còn nếu mà mức độ nhẹ thì có thể là dùng thuốc phối hợp với cả vật lý trị liệu. Còn nếu mức độ nặng thì có thể cân nhắc cái chỉ định là nội soi khớp vai để chúng tôi tạo hình lại cái khoang dưới mỏm cùng vai, làm sạch rồi lấy bỏ những tổ chức thoái hóa thì giúp cho người bệnh đỡ đau và cải thiện được cái chức năng vận động của khớp vai. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.